Đang có vẻ như mất phương hướng ở những vòng đấu gần đây. Và ngày hôm nay thì không gì hơn một chiến thắng dành cho Bình Định cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một sự giải tỏa rất lớn. Sẽ là một trận đấu rất hay ở vòng thi đấu thứ 12 này. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp đầu tiên thì đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục màu đỏ trắng bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Đội xuất phát của Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp đầu tiên như sau. Trong khung thành đó là thủ môn số 1 Nguyễn Thanh Thắng, cao thủ số 2 Ngô Tùng Quốc, số 7 Sầm Ngọc Đức, số 9 Ngô Hoàng Thịnh mang băng đội trưởng, số 17 Lâm Tim Bông, số 23 Trần Đình Khương, số 29 Nguyễn Trọng Long, số 39 Hoàng Vũ Sam Sơn, số 43 Brandon Lucas, số 50 Conroy Bygrep và số 92 Daniel Green. Huấn luyện viên trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đó là ông Nguyễn Hữu Thắng. Một quả phạt dành cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh và người đứng trước quả phạt là Ngô Hoàng Thịnh. Ở hai vòng đấu gần nhất tại V-League thì Hoàng Thịnh đều ghi bàn. Đặc biệt là bàn thắng sau bàn tỷ số 1-1 vào lưới Hải Phòng ở vòng 10 là một bàn thắng tuyệt đẹp. Một cú sút xa không thể chê vào đâu được của đội trưởng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay lâu lắm rồi thì Sầm Ngọc Đức mới quay trở lại đội hình xuất phát của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu đá chính đầu tiên của Sầm Ngọc Đức tại V-League năm nay đó là trận đấu ở vòng 5 gặp Sông Lam Nghệ An. Và đó là trận Thành phố Hồ Chí Minh để thua với tỷ số 0-2. Ngày hôm nay trên danh sách đăng ký dự bị của Thành phố Hồ Chí Minh cũng có Tân Binh Lý Nguyễn, một sự trở lại rất đáng mong chờ. Thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu đi một cầu thủ có lối chơi tương đối sáng tạo và Lý Nguyễn sẽ là một cái tên cần thiết cho huấn luyện viên Hữu Thắng, không chỉ ở trận đấu này và còn ở trong cả một mùa giải rất khó khăn. V-League năm nay chỉ có một đội xuống hạng thôi. Điều đó cũng sẽ khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh đỡ đi phần nào đó khi lúc này Sài Gòn là đội bóng có thành tích thực sự còn yếu hơn Thành phố Hồ Chí Minh tương đối nhiều. Một quả phạt góc dành cho cao thủ Top 11 Bình Định. Người đá phạt đó là Tiến Anh. Đánh đầu khá nguy hiểm. Tình huống đánh đầu của Hồ Tấn Tài. Lúc này thì Hồ Tấn Tài chính là cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất cho Top 11 Bình Định, mặc dù anh là một hậu vệ. Đó chính là một nghịch lý. Người chạm đầu cuối cùng đó là Rafael Sơn chứ không phải là Hồ Tấn Tài. Rafael Sơn cũng đã quay trở lại đội hình chính thức của Top 11 Bình Định sau một thời gian tương đối dài vì chấn thương. Vòng đấu trước gặp Hà Nội thì anh cũng đã vào sân từ hiệp 2. Rafael Sơn là một cầu thủ vô cùng quan trọng trong lối chơi của Top 11 Bình Định. Tầm ảnh hưởng của anh là rất lớn. Những trận đấu thiếu đi Rafael Sơn thì Bình Định gặp rất nhiều khó khăn nơi hàng công, khi mà Jay Maling cũng như Henryo không phải là mẫu tiền đạo săn bàn chủ lực. Tiến Anh. Tấn Tài. Mất bóng rồi. Đây là Bygrep. Ném biên cho Bình Định. Đường xuất phát của cao thủ Bình Định như sau. Trong thành đó là thủ môn số 26 Trần Đình Minh Hoàng, cao thủ số 3 Dương Thanh Hào mang băng đội trưởng, số 4 Hồ Tấn Tài, số 6 Đỗ Thanh Thịnh, số 9 Rafael Sơn, số 10 Henryo, số 11 Lê Tiến Anh, số 14 Đỗ Văn Thuận, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 18 Hà Đức Trinh và số 28 Lý Công Hoàng Anh. Huấn luyện viên trưởng của Top 11 Bình Định đó là Nguyễn Đức Thắng. Một trận đấu mà huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tiếp tục có rất nhiều những sự thay đổi trong đội chính thức. Có 5 sự thay đổi người so với trận thua Hà Nội ở vòng đấu trước. Đỗ Thanh Thịnh đã thay cho Văn Thành, Rafael Sơn chơi thay cho Thanh Bình, Lê Tiến Anh chơi thay cho Nghiêm Xuân Tú, Ngọc Bảo đã thay cho Antiliano Smith vì chấn thương, Hà Đức Trinh đã chính để thay cho Jamie Linh. 5 sự thay đổi người so với vòng đấu trước là một sự thay đổi người rất lớn trong đội hình của Top 11 Bình Định ở trận đấu này. Rất nhiều những trung vệ của Bình Định đang gặp chấn thương và không có tên trong danh sách đăng ký ngày hôm nay, như là Đình Trọng, Antiliano Smith và cả Vũ Hữu Quý nữa. Còn về phía Thành phố Hồ Chí Minh, họ chắc chắn không có được sự ủng hộ của hậu vệ bên trái Dương Văn Khoa, người đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu gặp Nam Định với hành vi không đẹp với Mạnh Hùng của đội chủ nhà. Với thẻ đỏ trực tiếp thì Dương Văn Khoa sẽ phải nghỉ 2 trận đấu tại V-League.
Đây là Hà Đức Chinh. Vẫn là Hà Đức Chinh. Lỗi của Đỗ Văn Thuận với Bagrep. Đây là trận đấu đá chính thức thứ 3 của tiền đạo số 50 Bagrep Conroy cho Thành phố Hồ Chí Minh. Những dấu ấn mà anh để lại thì vẫn chỉ là con số 0 thôi. Trong khi đó thì người đã cặp với anh đó là Daniel Green thì đã có một bàn thắng. Bàn thắng rất quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu gặp Hải Phòng. Và không quá, đó chính là một bàn thắng cứu cánh rất nhiều cho Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 6 trận gần nhất họ chỉ có duy nhất một chiến thắng đó, còn lại là 5 trận thua. Bóng đã chạm tay của Ngô Tung Quốc và xử lý chính xác của trọng tài Trương Hồng Vũ. Trận đấu sớm nhất diễn ra ở vòng thi đấu thứ 12 này là trận đấu trên sân Thanh Hóa. Chủ nhà Thanh Hóa đang dẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 1-0. Trong thời gian gần đây thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng là đội bóng gặp tương đối nhiều khó khăn. Hôm nay thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp ở vị trí thứ 10 với 11 điểm có được, chỉ hơn Thành phố Hồ Chí Minh có 2 điểm thôi. Tình huống như vừa rồi là điểm yếu của thủ thành bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, chiều cao của Thanh Thắng. Trong những ngày đây thì rộ lên rất nhiều những thông tin là thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ trở về Việt Nam. Và cái tên đầu tiên mà người ta nhắc đến có được chữ ký của thủ thành này đó là Top Blend Bình Định. Nhưng tất cả vẫn đang chỉ dừng ở mức tin đồn mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh và cả Nam Định nữa trong những ngày gần đây cũng đã có những thông tin là rất muốn có được chữ ký của thủ thành đội tuyển Việt Nam trong đội hình của mình. Nhìn vào lực lượng ở vị trí gác đền Thành phố Hồ Chí Minh thì người ta vẫn còn đang khá lo lắng. Lúc này thì thủ thành Bùi Tiến Dũng không có được phong độ cao và nhiều khả năng anh cũng rời đội bóng này. Trong khi đó thì với Thanh Thắng, điểm yếu của thủ thành này chính là những tình huống bóng bổng. Brandon Samson, ngày hôm nay thì Samson cũng quay trở lại đường chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Sâm Ngọc Đức, khá hay. Lâm Tý Pông, vẫn là Lâm Tý Pông, rất dẻo, đánh đầu không vào. Không biết là bóng đã lăn qua vạch cầu môn hay chưa, nhưng thực tế là không có công nghệ goal line và VAR thì cũng rất khó để chúng ta có thể biết được tình huống vừa rồi là bóng đã chính thức lăn vào khung thành của Top Elite Bình Định hay chưa. Tình huống đánh đầu của Ngô Tùng Quốc. Daniel Green rất nhanh. Phèn hú vía với hàng phòng ngự bên phía Top Elite Bình Định. Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Vũ Samson. Những phút vừa qua thì thế trận tương đối cân bằng, hai đội đều có những đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh là rõ ràng hơn với pha đánh đầu của Ngô Tùng Quốc. Văn Thuận đã bị vượt qua một cách rất dễ dàng bởi Lâm Tý Pông. Ngay cả tình huống vừa rồi, ở góc quay vừa rồi, chúng ta cũng rất khó để xác định được là bóng đã lăn qua vạch cầu môn hay chưa. Có lẽ là chưa. Tình huống rất tiếc nuối của đội chủ nhà. Một sự cảnh báo rất lớn đối với hàng phòng ngự của Top Elite Bình Định. Ngày mà đội khách thiếu đi những nhân tố chủ lực trong đội hình. Green và pha bóng của Đỗ Văn Thuận. Thanh Thắng. Chuỗi trận đấu gần đây của Thành phố Hồ Chí Minh là không tốt, nhưng có lẽ Bình Định
cũng thực sự không hơn quá nhiều. Một chút rất thiếu chính xác của Daniel Green. Trong những trận đấu gần đây không có sự xuất hiện của Rafael Sơn thì Bình Định cũng không có được kết quả tốt. 4 trận đấu gần nhất thì Topland Bình Định chỉ thắng 1 và thua tới 3. Nhưng nên nhớ ở mùa giải hôm nay đội quân của huấn luyện viên Đức Thắng chơi rất tốt mỗi khi họ phải chơi trên sân khách. Đó là một nghịch lý, nhưng có thể thấy rằng áp lực khi thi đấu trên sân Quy Nhơn là lớn như thế nào đối với Topland Bình Định. Những kỳ vọng rất cao của các fan mộ Quy Nhơn đã khiến cho đội quân của huấn luyện viên Đức Thắng phần nào đó bị áp lực tâm lý. Lúc này Bình Định đã thi đấu 5 trận trên sân nhà mùa giải hôm nay và họ chỉ có một trận thắng duy nhất. Đó là trận thắng ở vòng tiêu thứ 6. Bình Định giành được thắng 2-1 trước cao thủ Nam Định. Lại thì họ phải nhận tới 3 trận thua trên sân nhà và 1 trận hòa trước cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. 5 trận sân nhà, Bình Định chỉ giành được 4 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa. Và đương nhiên không thể làm hài lòng các fan mộ của đội bóng này. Daniel Green và khống chế bóng lỗi của Hoàng Vũ Samson, nhưng bóng vẫn trong chân các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Hoàng Thịnh. Sau khi lên nhậm chức huấn luyện viên tạm quyền của Thành phố Hồ Chí Minh thì huấn luyện viên Hữu Thắng đã phát biểu rằng sẽ không có nhiều sự thay đổi trong lối chơi cũng như đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh ngoài sự góp mặt của Lý Nguyễn. Có lẽ thời gian là không đủ nhiều. Lúc này thì dấu ấn về mặt tinh thần của huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ là một yếu tố quan trọng. Lỗi việt vị của Hà Đức Chinh. Quá lâu rồi thì huấn luyện viên Hữu Thắng đã không trực tiếp làm công tác huấn luyện. Có lẽ trận đấu gần đây nhất mà ông Hữu Thắng cầm quân đó chính là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan diễn ra tại SEA Games 29. Trận đấu đã diễn ra vào tháng 8 năm 2017. Đã 5 năm trôi qua, huấn luyện viên Hữu Thắng đã không cầm quân, cho dù ông cũng là một trong 11 huấn luyện viên của Việt Nam và lúc này có được bằng pro. Sân bóng Đức. Lối chơi của huấn luyện viên Trần Minh Chiến áp dụng cho câu lạc bộ Sài Gòn đó là lối chơi 4-4-2. Và ngày hôm nay thì huấn luyện viên Hữu Thắng vẫn tiếp tục áp dụng sơ đồ đó cho các học trò của mình. Hai tiền đạo trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh đó là hai tân binh người Jamaica. Đó là Bagrep và Green. Hoàng Vũ Samson chơi ở vị trí tiền vệ phải. Tiền vệ trái là Lâm Thi Phong. Hai cầu thủ ở tiền vệ đó chính là Hoàng Thịnh và Trọng Long. Và cắt bóng của Ngô Hoàng Thịnh. Nói thì ngày hôm nay huấn luyện viên Đức Thắng thiếu đi rất nhiều những trụ cột nơi hàng phòng ngự và ông phải sử dụng Lê Ngọc Bảo, trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo của PVF. Lê Ngọc Bảo cùng lứa với Hà Đức Chinh trước đây. Brandon. Thời điểm hiện tại thì Hoàng Thịnh đang có phong độ tốt. Raigep. Trọng Long. Cũng khá lâu rồi thì Trọng Long mới quay trở lại đội hình chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Lâm Thi Phong. Khá nguy hiểm. Green dứt điểm, bóng chạy cột dọc. Tình huống nguy hiểm thứ hai của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh trong hiệp 1.
Hôm nay có thể nói là những tình huống lên bóng của Thành phố Hồ Chí Minh là sắc sảo hơn so với Top 11 Bình Định. Một lần nữa chúng ta xem lại pha tạt bóng của Lâm Thị Phong. Đỗ Văn Thuận phá bóng không dứt khoát. Vẻ tiếc nuối của Hữu Thắng. Thành Hào, Đỗ Văn Thuận. Thực tế thì rất lâu rồi Thành phố Hồ Chí Minh không có được chiến thắng trước cao thủ Top 11 Bình Định. Ngay cả khi cả hai đội này còn thi đấu ở V-League 2. Khá nguy hiểm. Và vừa 1-2 giữa Raffenson và Hendrio. Lỗi của Dương Thanh Hào. Tại V-League 1 thì Top 11 Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ gặp nhau một lần tại V-League năm 2021. Và chiến thắng thuộc về Bình Định. Đó cũng là một chiến thắng trên sân vận động Thống Nhất với tỷ số là 3-1. Cầu thủ ghi bàn cho Top 11 Bình Định ở trận đấu đó đó là Rimario 2 bàn và Hồ Tấn Tài 1 bàn. Ngày hôm nay thì Hồ Tấn Tài vẫn xuất hiện trong đội hình của Top 11 Bình Định, trong khi đó thì Rimario đang chơi cho Hải Phòng. Rimario đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League năm nay với 9 bàn. Ở vòng đấu này thì Hải Phòng không thi đấu vì họ nằm trong số những đội lẻ. Một lần nữa chúng ta xem lại pha phối hợp rất đẹp giữa Lâm Thị Phong và hậu vệ cánh phải Ngô Tùng Quốc. Pha tạt bóng rất dẻo bằng chân không thuận của tiền vệ trái bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, vẻ tiếc nuối của Hữu Thắng. Tính cả những trận đấu ở V-League 2 thì 5 trận đấu gần nhất gặp các cầu thủ Bình Định thì Thành phố Hồ Chí Minh thua 4 và hòa 1. Hôm nay thì Lý Nguyễn đã có tên trong danh sách đăng ký của Thành phố Hồ Chí Minh. Rất có thể trong hiệp đấu thứ hai thì huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ sử dụng tiền vệ có lối chơi vô cùng sáng tạo này. Lý Nguyễn cũng rất lâu rồi không có một trận đấu chính thức nào. Và sau khi chia tay Thành phố Hồ Chí Minh thì anh cũng đã giải nghệ. Nhiều người đặt ra một dấu hỏi liệu rằng Lý Nguyễn có thể bắt nhịp kịp với những trận đấu tại V-League hay không. Và câu hỏi đó sẽ được trả lời trong một thời gian ngắn nữa thôi, nếu như Lý Nguyễn được huấn luyện viên Hữu Thắng tung vào sân. Không có việt vị trong tình huống này. Thế là chưa có công nghệ VAR thì các trọng tài biên thường hay xử lý một cách an toàn. Thật khó để bằng mắt thường quyết định, đưa ra những quyết định mang tính chất mạo hiểm. Nếu như trong pha bóng vừa rồi có công nghệ VAR thì các trọng tài sẽ xử lý một cách khác. Tình huống sẽ được tiếp tục cho đến khi mà công nghệ VAR vào cuộc. Và rõ ràng là một tình huống mà Lý Công Hoàng Anh đã không việt vị. Green. Trước khi sang Việt Nam để thi đấu tại V-League thì Green và Bagrep đang là hai cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải V-League quốc gia của Jamaica với lần lượt là 12 và 13 bàn.
này thì sau 3 trận đấu Bagreb vẫn chưa có số bàn thắng nào cả. Trong khi đó thì đây là trận đấu thứ 2. Trận đấu thứ 3 của Green. Anh đã có một bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Hải Phòng. Nhớ nói thì đây không phải lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh đưa về những cặp tiền đạo được coi là có những profile chất lượng như là Green và Bagreb. Trước đây họ cũng đưa về một cặp tiền đạo đã từng thi đấu tại đội tuyển Costa Rica với giá rất cao. Thì những gì mà các cầu thủ ngoại đem lại cho Thành phố Hồ Chí Minh là rất ít. Lỗi nguy hiểm của trung vệ Brandon bên phía Thành phố Hồ Chí Minh với Rafael Sơn. Trong cuộc họp mới nhất với ban lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh thì đội bóng này đã đưa ra những mục tiêu rất cụ thể, mục tiêu rất ngắn hạn trong 5 trận tới. Sẽ phải có những kết quả thật tốt để hướng tới mục tiêu trụ hạng sớm. Và nếu như không có sự thay đổi, không có được một sự biến chuyển tốt với phong độ của Thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục sẽ có sự thay đổi nơi ghế chỉ đạo của đội bóng này. Và nhiều thông tin đã có những sự liên hệ với huấn luyện viên Trần Hoàng, cựu huấn luyện viên của Viettel. Dứt điểm từ xa rất nguy hiểm, bóng đi trên cột dọc. Và dứt điểm của Đỗ Văn Thuận, một cựu cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày mà Văn Thuận đang đối đầu với những người đồng đội cũ. Daniel Green không được. Và tiếp bóng không tốt của tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Người cắt được bóng đó là Dương Thanh Hào. Chất lượng ở những pha chạm bóng đầu tiên vẫn là một vấn đề với các tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Sầm Ngọc Đức. Nhìn vào danh sách thi đấu của Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, có thể thấy là huấn luyện viên Hữu Thắng đang bố trí rất nhiều những chiến binh trong đội hình. Sầm Ngọc Đức, Trọng Long, Ngô Hoàng Thịnh, Ngô Tùng Quốc. Một trận đấu mà rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh không còn đường lui. Ngay cả Lâm Thi Pồng cũng là một cầu thủ thi đấu rất nhiệt. Sơn Ngọc Đức năm nay cũng 30 tuổi rồi. Và thể trạng của anh cũng không thể nào được như 2 và 3 mùa bóng trước. Đây là Lý Nguyễn. Của cái anh là Võ Huy Toàn. Ngày hôm nay thì Hoàng Vũ Sam Sơn đã chính thay cho Huy Toàn, trong khi đó thì Sầm Ngọc Đức đã thay cho hậu vệ bên trái Văn Đức. Rất khó với những đường chuyền như vừa rồi, bóng đi quá sâu. Và thủ thành Thanh Thắng bên phía Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một những thủ thành có khả năng kiểm soát được khu vực 16m50 tương đối tốt với những pha bóng trực diện của đối phương. Sầm Ngọc Đức. Brandon. Ngô Tùng Quốc và chuyền bóng tốt của Ngô Hoàng Thịnh. Tát bóng.
Sâm Ngọc Đức. Bagrep không hiểu ý nhau giữa Bagrep và Hoàng Vũ Sam Sơn. Ngọc Bảo. Tôi lên kiểm soát bóng vào lúc này đang là 50-50. Và thế trận cũng là cân bằng. Những cơ hội nguy hiểm hơn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Và xử lý tốt của Lý Công Hoàng Anh. Lê Tiến Anh. Thanh Hào. Tấn Tài. Tạt bóng khá nguy hiểm. Bóng không tới được vị trí của Rafael Sơn. Lên bóng dành cho các thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Không kịp rồi. Minh Hoàng. Và xử lý bình tĩnh của thủ thành Trần Đình Minh Hoàng. Vừa rồi là một tình huống mà Văn Thuận đã lùi về bóng lót tốt cho các đội của mình. Có thể thấy là huấn luyện viên Đức Thắng đang sử dụng Văn Thuận như một libero vậy. Văn Thuận đang chơi thấp nhất ở nơi hàng tiền vệ để hỗ trợ cho Hoàng Anh và Tiến Anh. Khi Thành phố Hồ Chí Minh có bóng thì ngay lập tức Đỗ Văn Thuận kết hợp cùng với Ngọc Bảo và Thanh Hào để trở thành một bộ ba trung vệ của cao thủ Top Valley Bình Định. Điều đó cho thấy là huấn luyện viên Đức Thắng đã chịu nhiều áp lực tới như thế nào. Nhà bóng của Đức Trinh. Vẫn là Hà Đức Trinh. Ngọc Bảo. Andrio. Tiến Anh. Dứt điểm. Trượt chân rồi. Rafael Sơn. Cú sút trúng đích của Rafael Sơn nhưng bóng đi quá nhẹ và đúng vị trí của Thanh Thắng. Trước đó là tiếng dứt điểm từ xa bị trượt chân của Tiến Anh. Bóng vô tình tới vị trí của Rafael Sơn. Tình huống xử lý rất nhanh của tiền đạo người Brazil. Lên bóng dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Để phá bóng lại là Lê Ngọc Bảo. Tỷ lệ dứt điểm lúc này cũng đang rất cân bằng giữa hai đội. Để cắt bóng là Sâm Ngọc Đức. Khoảng trống là rất lớn. Vẫn còn Bagrep. Dứt điểm ngay. Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi nơi hàng phòng ngự của Top Valley Bình Định đã bị hở ra. Đương nhiên là không có lỗi việt vị của Bagrep, bàn thắng đầu tiên của Tân Bình về phía Thành phố Hồ Chí Minh tại mùa giải năm nay. Pha xử lý rất gọn gàng của Bagrep, không có một động tác thừa nào cả. Tiếp tục khó khăn thuộc về Top Valley Bình Định trong trận đấu này. Bagrep, Conroy, Tân Bình người Jamaica đã mở điểm cho mình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lỗi vị trí của Lê Ngọc Bảo. Một ngày mà Ngọc Bảo đá chính để thay cho chấn thương của Adriano Smith. Anh đã mắc lỗi vị trí một cách tương đối trầm trọng. Một mình Ngọc Bảo đứng ở phía dưới hàng thủ của Top Valley Bình Định. Nếu như Ngọc Bảo đẩy cao lên một chút thôi thì Bagrep sẽ việt vị. Đã nói thì có quá nhiều những sự thay đổi trong đội hình của Top Valley Bình Định qua mỗi trận đấu tại mùa giải năm nay. Và đó là những khó khăn rất lớn của đội bóng này. Hendrio, vẫn là Hendrio. Và bằng cắt tốt của Đình Khương. Antonio hướng trái bóng tới vị trí của Rafael Sơn. Rafael Sơn bật rất cao.
Phản công dành cho cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Tý Phong, cánh trái là Green, cánh phải rất thoáng. Vẫn còn không có lỗi biệt vị của Sầm Công Đức. Nhưng có lẽ là tính bất ngờ đã qua đi trong đợt phản công này rồi. Ngô Tùng Quốc tạt bóng, đánh đầu. Vẫn còn. Hendrio. Và xử lý không tốt của Hendrio. Người cắt được bóng là Ngô Hoàng Thịnh. Và xử lý hay của Ngô Hoàng Thịnh. Thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Lý Công Hoàng Anh là xứng đáng. Một hành vi thực sự không đẹp của Lý Công Hoàng Anh. Thực tế là không hiểu Lý Công Hoàng Anh nghĩ gì trong pha bóng vừa rồi lại có một pha ra chân như vậy với Ngô Hoàng Thịnh. Vì với lỗi hành vi như vậy thì đôi khi anh còn phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp nếu như gặp phải những trọng tài khắt khe hơn. Một cái vùng chân thực sự rất khó hiểu. Người đứng trước bóng vẫn là Ngô Hoàng Thịnh. Đúng là trong những trận đấu gần đây thì Ngô Hoàng Thịnh đang có phong độ rất cao. Không được. Và treo bóng không có địa chỉ của Ngô Hoàng Thịnh. Phút thứ 32. Trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Top 11 Bình Định. Trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 12 của Naipo V-League 1 mùa giải năm 2022. Giải đấu do Tổng công ty truyền hình Cáp Việt Nam và công ty giải pháp truyền hình mới Next Media cùng nhau phối hợp thực hiện. Tỷ số trận đấu vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của tân binh Bạc Grape. Tiến Anh. Đúng là lúc này Văn Thuận đang đá ở vị trí trung tâm của ba trung vệ. Ngọc Bảo, Đỗ Văn Thuận. Hồ Tấn Tài rất hay, sẽ có thẻ cho Sầm Ngọc Đức. Chắc chắn là như vậy. Pha thoát đi rất hay của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ đang có số bàn thắng nhiều nhất cho Top 11 Bình Định tại giải đấu năm nay. Đây là thẻ vàng đầu tiên của Sầm Ngọc Đức tại V-League năm nay. Dễ hiểu thôi, đây mới là trận thi đấu chính thức thứ hai của anh tại V-League năm 2022. Đã có những trao đổi giữa huấn luyện viên trưởng Đức Thắng và trợ lý huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy của Top 11 Bình Định. Bình Định đang bị dẫn bàn. Người đang đứng trước bóng đó là Tiến Anh và Đỗ Thanh Thịnh. Rất có thể người thực hiện tình huống đá phạt này là Đỗ Thanh Thịnh với cái chân trái của anh. Và đường bóng chính xác. Dứt điểm từ xa. Không có gì nguy hiểm cả. Vẫn tiếp tục là phạt góc dành cho các cầu thủ Top 11 Bình Định. Tình huống dứt điểm từ xa thứ hai của Đỗ Văn Thuận trong trận đấu này. Và ra vào chính xác của Thanh Thắng. Vẫn là Lý Công Hoàng Anh.
Bagrep. Ngô Tùng Quốc. Lỗi rồi. Lỗi của Lê Ngọc Bảo. Pha va chạm của hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của VPF. Ngô Tùng Quốc và Ngọc Bảo cũng là hai cầu thủ cùng lứa với nhau. Với cầu thủ sinh năm 97 và 98 của lò đào tạo bóng đá trẻ PVF. Một lần nữa chúng ta xem lại tình huống mà Ngọc Bảo đã đứng vị trí rất không tốt. Lâm Thị Pồng đang bị đau. Này thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng chưa có được sự ủng hộ của Hồ Tuấn Tài. Cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã gặp chấn thương tại đầu mùa giải năm nay. Và anh chưa thể góp mặt trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nhận ra là Lê Nguyễn cũng đã phần nào đó lên cân ở thời gian gần đây. Và đó là điều dễ hiểu thôi. Anh cũng đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp từ khá lâu rồi. Duy Mê Linh vào sân để thay cho Lý Công Hoàng Anh. Ngay lập tức là một sự bổ sung về mặt nhân sự trên hàng công của huấn luyện viên Đức Thắng. Xử lý tự tin của Daniel Green. Sâm Đức. Nhìn chung thì hàng tiền vệ của Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi tốt trong hiệp đấu đầu tiên. Hồ Chí Minh cũng có sự thay đổi cầu thủ khi Lâm Thị Vông đã bị chấn thương và không thể tiếp tục trận đấu này. Người vào sân thay anh đó là Võ Huy Toàn. Mùa giải này thì Lâm Thị Vông cũng là cầu thủ gặp chấn thương rất nhiều. Rafael Sơn. Rafael Sơn mới quay trở lại sau chấn thương và cảm giác bóng của anh là chưa tốt. Hoàng Vũ Samson. Ngô Tùng Quốc. Và cả bóng tốt của trung vệ Brandon. Không có lỗi. Tài xác định không có lỗi của Jemaling. Tình huống chuyền bóng phản công rất đơn giản của các cầu thủ top 11 Bình Định. Và đương nhiên nó cũng sẽ bị bẻ gãy một cách dễ dàng bởi hàng phòng ngự bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Của Hà Đức Chinh căng ngang không được. Một lần nữa thì trung vệ Brandon lại có pha phòng ngự tốt. Bóng không tới được vị trí của Rafael Sơn. Đây có thể coi là một những cơ hội tốt nhất của Top 11 Bình Định ở trong hiệp 1. Sâm Ngọc Đức đã bị vượt qua. Nỗ lực của Hà Đức Chinh. Hentido đứng ngay sau. Phạt góc dành cho đội khách. Lúc này thì Top 11 Bình Định bắt buộc phải dâng cao đội hình thôi.
trong ít phút thôi thì Hà Đức Chính có hai pha căng ngang liên tiếp vào phía trong, những các đồng đội của anh chưa thể tiếp cận được trái bóng. Người đã phạt góc đó là Hendrio. Đánh đầu. Đánh đầu của Gemma Linh. Đây là một trận đấu của hai đội bóng mà đối với Thành phố Hồ Chí Minh, họ là đội bóng đang có hàng công yếu nhất tại V-League năm nay, mới chỉ có 6 bàn thắng. Trong khi đó thì với top Belen Bình Định với 14 bàn thua, và lúc này thì họ đang nằm trong top 5 đội bóng để có số bàn thua nhiều nhất tại V-League trước khi vòng thi đấu thứ 11 này diễn ra. Và vừa rồi thì Bình Định phải nhận bàn thua thứ 15, bàn thắng của Bakrep. Đức Trình, Đỗ Văn Thuận, pha xử lý rất hay của Tiến Anh, vẫn là cao thủ Bình Định. Pha dứt điểm từ quá xa của Hendrio, bóng đi vọt xa. Thì Trọng Long và Hoàng Thịnh đang là bộ đôi tiền vệ trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Cánh phải là Hoàng Vũ Sam Sơn. Cánh trái là Võ Huy Toàn, người vừa thay thế cho Lâm Tí Phong. Đây là Hoàng Vũ Sam Sơn. Tình huống đá phạt cho các thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Phút thứ 44 của hiệp 1. Trong trận đấu này thì Hoàng Vũ Sam Sơn cũng đang chơi tròn vai. Lỗi kéo người của Đỗ Thành Thịnh. Hoàng Thịnh. Trọng tài Trường Vũ cho rằng là bóng đã chạm tay rào chắn của các cầu thủ top Belen Bình Định và sẽ có một đá quả đá phạt trực tiếp tiếp theo, cự ly là gần hơn. Và xử lý chính xác. Ở thời điểm hiện tại, nếu như rào chắn không để tay một cách kỹ càng, bóng chạm tay thì sẽ là một tình huống đá phạt. Và tình huống vừa rồi nếu như ở trong vòng cấm thì thậm chí sẽ là một quả đá phạt đền. Đó là một tình huống xử lý chính xác của trọng tài Trương Hồng Vũ. Lần này không biết là Hoàng Thịnh sẽ dứt điểm hay là Huy Toàn đây. Rất có thể sẽ là một tình huống sút mu lai má của Ngô Hoàng Thịnh không? Hoàng Thịnh rất mạnh, bóng không qua được rào chắn. Daniel Green, vẫn là Green, rất khỏe, vượt qua được Rafferson. Trọng Long đánh đầu, vẫn còn Tung Quốc.
Bagrep dứt điểm ngay. Liên tiếp là những cơ hội sóng gió về phía khung thành của Top Elen Bình Định. Có 2 phút bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà, với các bàn thắng do công của Đàm Tiến Dũng và Amit. Như vậy là Tân Bình Amit cũng đã có bàn thắng trong màu áo của đội bóng mới. Ngày hôm nay thì Trọng Long đang thi đấu rất ấn tượng. Khá hay. Huy Toàn. Không có cầu thủ nào nhập vào phía trong và Huy Toàn không quyết định lật bóng. Hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng này, tiếng còi kết thúc hiệp đầu tiên cũng đã vang lên. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà với bàn thắng duy nhất được ghi cho công của Bagrep ở phút thứ 28 của trận đấu. Một tình huống mà Ngọc Bảo cũng đã mắc lỗi vị trí khiến cho tiền đạo của Thành phố Hồ Chí Minh không rơi vào bẫy việt vị. Một hiệp 1 có thế trận tương đối cân bằng, nhưng rõ ràng là Thành phố Hồ Chí Minh là đội đã tận dụng tốt hơn những cơ hội mà họ có được. Sẽ còn rất nhiều những sự điều chỉnh với ba trung vệ, đó là Đỗ Văn Thuận, Thanh Hào và Ngọc Bảo. Trong hiệp 1 thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng đã có sự thay đổi người khi Jimmy Linh vào sân để thay cho Lý Công Hoàng Anh. Và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Lâm Tị Pồng đang chơi rất tốt thì anh gặp phải một chấn thương ở cơ đùi. Người vào sân để thay thế đó là Võ Huy Toàn. Trọng tài Trương Hồng Vũ cũng đã phải rút ra cho mỗi đội một thẻ vàng trong hiệp 1. Về phía Top Elen Bình Định, thẻ vàng thuộc về Lý Công Hoàng Anh, trong khi đó thẻ vàng của Thành phố Hồ Chí Minh thuộc về Sầm Ngọc Đức. Như vậy là hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Hiệp thi đấu thứ hai thì Top Elen Bình Định trong trang phục màu trắng vàng là đội giao bóng bảo vệ cầu môn phía tay phải hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Và sau khi để thua thì hiệp thi đấu thứ hai tiếp tục có sự thay đổi về mặt lối chơi của huấn luyện viên Thắng khi ông đã đẩy Đỗ Văn Thuận lên cao nơi hàng tiền vệ. Như vậy là sẽ chỉ còn lại hai trung vệ vừa dưới, đó là Thanh Hào và Lê Ngọc Bảo. James Linh, Tiến Anh, vẫn là Tiến Anh. Và chuyển bóng tốt của Tiến Anh, tấn tài căng ngang. Ngay những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai này thì Top Elen Bình Định đã tràn sang phần sân của Thành phố Hồ Chí Minh. Nên điều dễ hiểu thôi. Lúc này thì Top Elen Bình Định đã không còn đường lui nữa rồi. Áp lực là quá lớn. Phạt góc dành cho các cầu thủ Top Elen Bình Định. Trong hiệp đầu tiên và ở những phút nghỉ giữa hiệp thì đạo diễn hình hướng rất nhiều vào vị trí của Lý Nguyễn, một tân binh của Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn gần đây, và rất có thể trong hiệp đấu thứ hai này thì Lý Nguyễn sẽ góp mặt. Vẫn là phạt góc dành cho Top Elen Bình Định. Như nói, trận đấu sớm nhất diễn ra ở vòng thi đấu thứ 12 này đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Các bàn thắng của Đàm Tiến Dũng và Tân Bình Amit. Lúc này thì Văn Thuận đã đẩy lên cao hơn. Và đương nhiên vị trí đáng lo vẫn là vị trí hàng thủ của Top Elen Bình Định. Ngày hôm nay thì họ đã phải nhận bàn thua thứ 15 tại V-League năm nay. Định vẫn là một những đội bóng nằm trong top để thủng lưới nhiều nhất vào hôm nay tại V-League. Đội để thua nhiều nhất và lọt lưới nhiều nhất vào hôm nay đó là đội cuối bảng câu lạc bộ Sài Gòn với 22 bàn thua.
Và với 15 bàn thua lúc này thì Bình Định cùng với Hải Phòng là hai đội xếp ngay sau câu lạc bộ Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có bàn thắng thứ 7 của mình tại V-League năm nay, nhưng số bàn thắng của họ vẫn đang là ít nhất. Nhưng chí ít thì vào lúc này thì hai tân binh của đội chủ nhà đó là Bagrep và Daniel Green đã đều nổ súng. Đó là một tín hiệu mừng tương đối khả quan. Hồ Tấn Tài. Hôm nay thì trong đội hình của Bình Định có hai cầu thủ quê Bình Định, đó là Dương Thanh Hào và Hồ Tấn Tài. Ngày hôm nay thì Dương Thanh Hào mang băng đội trưởng của Top Belen Bình Định. Nghe nói mùa giải hôm nay thì Bình Định chơi sân khách khá tốt. Ngày hôm nay thì họ đang bị dẫn trước 1-0 trong hiệp đấu đầu tiên. Thực tế thì hiệp 1 thì Bình Định cũng không thi đấu quá lép vế trước Thành phố Hồ Chí Minh. Điều quan trọng là độ sắc sảo của họ trong những đợt lên bóng thì không có. Jay Mai Linh. Ngay sau khi phải nhận bàn thua từ Bagrep ở phút thứ 28 thì chỉ ít phút sau thôi, và chuyển bóng rất bất cần của Đỗ Văn Thuận. Và va chạm rất mạnh. Và Grape đang rất đau, và cả Dương Thanh Hào nữa. Và Grape là cầu thủ phạm lỗi. Chân của tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấc rất cao. Một tình huống kê chân rất nguy hiểm của Ba Grape. Một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy Lý Nguyễn. Rất nhiều sự điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đến từ huấn luyện viên Đức Thắng. Vì ông biết rằng một trận thua nữa thôi thì Bình Định sẽ gặp quá nhiều những khó khăn. 4 trận đấu gần nhất thì Bình Định đã thua 3 và chỉ thắng 1. Đó là chiến thắng ở vòng thi đấu thứ 10 trên sân của BKMX Bình Dương với tỷ số 3-2. Ngày hôm nay có một sự khởi đầu suôn sẻ dành cho tân huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng hay không? Lý Nguyễn đã ra sân khởi động. Chắc chắn là rất nhiều những pha mộ của Thành phố Hồ Chí Minh mong Lý Nguyễn vào sân. Thì hàng tiền vệ của thành phố vẫn đang chơi ổn, họ vẫn đang dẫn bàn. Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, thế ra ngoài tình huống đứng vị trí không tốt thì Ngọc Bảo trong hiệp đầu tiên cũng đã chơi tương đối tròn vai. Và ra vào chính xác của thủ thành Thanh Thắng. Trường hợp của Đặng Văn Lâm thì ngoài Top Belen Bình Định thì cũng có cái tên Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tới thủ thành của đội tuyển Việt Nam, mà gần đây nhất là cả câu lạc bộ Nam Định nữa. Nhưng rõ ràng xét về mặt tiềm lực tài chính thì câu lạc bộ Nam Định không thể so được với Bình Định cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh. Và Vũ Samson. Samson ở thời gian gần đây cũng đã giải quyết xong xuôi lùm xùm với câu lạc bộ Vũ Đông Á Thanh Hóa.
tài Vũ cho rằng đã có lỗi của Tiến Anh trong pha bóng vừa rồi. Và thẻ vàng. Thẻ vàng với lỗi phản ứng của Tiến Anh. Thẻ vàng thứ hai của Top 11 Bình Định. Hiệp 1 thì Lý Công Hoàng Anh đã phải nhận một thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Ngô Hoàng Thịnh. Một tình huống phạm lỗi tương đối vô duyên. Xem lại tình huống này. Lỗi của Hendrio. Đây là Ngô Tung Quốc. Và chắn bóng tốt của Ngô Hoàng Thịnh. Một tình huống phạm lỗi để ngăn một pha phản công nhanh bên phía Top 11 Bình Định của Ngô Tung Quốc. Đỗ Văn Thuận. Đỗ Văn Thuận cũng chỉ mới quay trở lại đội chính thức của Top 11 Bình Định trong những trận đấu gần đây mà thôi. Sau khi rời Thành phố Hồ Chí Minh cầm vé Bình Định thì Văn Thuận cũng chấn thương rất nhiều. Trước giải đấu thì huấn luyện viên Đức Thắng cũng đã có những phát biểu là sự chuẩn bị của Top 11 Bình Định ở mùa giải hôm nay là không tốt. Đây là Đỗ Thanh Thịnh tạt bóng. Ông nói rằng là rất nhiều những cầu thủ nằm trong đội hình chính thức và nằm trong ý đồ của ông tại Bình Định năm 2022 thì không có quá trình tham gia tập huấn. Và đó chính là điểm mấu chốt để cho lối chơi của mình không có được sự gắn kết cao, cũng như là khá nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Và chuyền bóng phản góc không tốt của Tiến Anh. Trọng Long. Trọng Long chơi rất năng nổ trong trận đấu này. Lỗi việt vị của Gemelin. Cầu thủ rất lâu rồi không có mặt trong đội chính thức của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh như là Sâm Ngọc Đức. Và lại một tình huống nữa. Thực tế là Gemelin chưa việt vị, Sâm Ngọc Đức đã lùi về trước khi Gemelin ở vị trí việt vị. Và bóng thì chưa rời chân cầu thủ chuyền bóng bên phía Top 11 Bình Định. Đỗ Văn Thuận. Có thể nhận thấy là hàng tiền đạo của Thành phố Hồ Chí Minh có lối chơi tương đối năng nổ và hỗ trợ tốt cho hàng tiền vệ. Mê Linh. Đây là Tiến Anh. Có thể dứt điểm từ xa. Không vào. Việt vị rồi. Rất đáng tiếc. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Trước đó là một tình huống dứt điểm ở tuyến 2 rất đẹp của Đỗ Văn Thuận. Cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Người đệm bóng ở tình huống tiếp theo đó là Hà Đức Trinh. Tình huống phất cờ rất nhanh của trợ lý trọng tài. Không phải bàn cãi gì cả. Chính xác là việt vị. Và dứt điểm chất lượng của Đỗ Văn Thuận. Và nhả bóng ra tuyến 2 cũng rất vừa tầm của Lê Tiến Anh. May mắn đã không về đứng về phía của đội khách. Đức Trình cũng chưa có được bàn thắng nào tại V-League năm nay. Sự thay đổi người tiếp theo bên phía Top 11 Bình Định. Ma Không Quân sẽ là cầu thủ vào sân để thay người. Rất có thể cái tên phải rời sân đó là Lê Tiến Anh. Đây là tình huống mà Lê Tiến Anh đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài Trương Vũ vì lỗi phản ứng. Lúc này thì thời lượng kiểm soát bóng của Top 11 Bình Định là tốt hơn 56%. Hai sự thay đổi người liên tiếp. Mà Không Quân vào sân để thay cho Lê Tiến Anh.
sự bổ sung nhân sự trên hàng công của huấn luyện viên Đức Thắng. Nghiêm Xuân Tú vào sân để thay cho Hạ Đức Trinh. Và đương nhiên là Jamie Linh và Hentio sẽ là hai cầu thủ chơi cao nhất để hỗ trợ cho Rafael Sơn ở tuyến trên. Huy Toàn. Và lấy bóng của Nghiêm Xuân Tú. Khá hay. Là Fenson. Rất thoáng bên cái trái là Jamie Linh. Vẫn là Jamie Linh. Dứt điểm. Không được. Và phối hợp tương đối có nét của Top Elite Bình Định. Rõ ràng là với một ngoại binh như Jamie Linh thì anh cần phải làm tốt hơn. Đây là một tình huống mà Jamie Linh có cơ hội để đối mặt 1-1 với Ngô Tường Quốc, nhưng anh vẫn không dám mạo hiểm để có thể xử lý những tình huống qua người với hội phải bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Một tình huống đưa bóng vào trong tương đối an toàn của Jamie Linh. Trước đây người ta biết tới Jamie Linh như là cầu thủ có tốc độ rất ấn tượng, nhưng ở một cơ hội có được tình huống đối mặt với Ngô Tường Quốc thì Jamie Linh lại xử lý an toàn. Thể lực cũng là một vấn đề nan giải đối với Top Elite Bình Định ở giải đấu năm nay. Một sự chuẩn bị không như ý của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Đây mới là phút thứ 60 của trận đấu thôi, đã có cầu thủ bị chuột rút rồi. Đây là ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi huấn luyện viên Trần Minh Chiến chính thức không làm huấn luyện viên trưởng của chiến hạm đỏ thì huấn luyện viên Hữu Thắng đã lên thay với chức danh là huấn luyện viên trưởng tạm quyền cho tới khi câu lạc bộ này tìm được một huấn luyện viên trưởng mới. Cầu thủ bị chuột rút đó là Đỗ Thanh Thịnh. Đây có thể là Vũ Viết Triều sẽ là cầu thủ được tung vào sân để thay cho hậu vệ trái bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, bên phía Top Elite Bình Định. Chuột rút không phải là một chấn thương nặng nhưng rất khó để thi đấu với những nhịp độ và cường độ cao. Daniel Green. Và chuyển bóng không tốt của Green. Vẫn là tiền đạo người Jamaica. Tạt bóng. Và tiếp bóng hay của Henrio Jamie Linh. Cú phạm lỗi của Bagrep. Giờ đây thì rõ ràng là tốc độ và sức nhanh của Jamie Linh đã không còn được như trước nữa. Jamie Linh năm nay cũng đã 31 tuổi. Cái thời gian phong độ nhất của Jamie Linh là thời gian anh thi đấu cho Hải Phòng cũng như là câu lạc bộ Quảng Ninh. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, chỉ cần nghĩ tới những cái tên Jamie Linh và Rafael Sơn ở phía trên và có sự hỗ trợ của Henrio thôi, một tương lai rất sáng dành cho hàng công của Top Elite Bình Định. Nhưng mọi chuyện lúc này đang hoàn toàn trái ngược. Jamie Linh không có được phong độ như những mùa giải trước, trong khi đó thì Rafael Sơn liên tiếp gặp chấn thương. Một mình Henrio thì tương đối lạc lõng trên hàng công của Top Elite Bình Định. Thanh Hào, hàng thủ của đội bóng này thì gặp rất nhiều những ca chấn thương, quá nhiều những vấn đề. Mùa
của Bình Định tại giải đấu năm nay. Không có lỗi của cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyền bóng một chạm của Hoàng Vũ Sam Sơn. Mạc Hồng Quân. Dương Mai Linh. Lối kéo người của Ngô Tùng Quốc. Tiếp tục là sự thay đổi người bên phía Top 15 Bình Định. Bóng này thì Bình Định đã thay đủ 5 người. Xuân Nam vào thay cho Đỗ Văn Thuận và Vũ Viết Triều vào thay cho Đỗ Thanh Thịnh. Và Lý Nguyễn đã sẵn sàng. Cầu thủ được mong chờ nhất ở vòng thi đấu thứ 12 này trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Top 15 Bình Định đã chuẩn bị được huấn luyện viên Hữu Thắng tung vào sân. Tài xác định không có lỗi của Dương Thanh Hào. Thì tiếng còi cũng đã cất lên, lỗi đẩy sau của trung vệ bên phía Top 15 Bình Định. Trận đấu vất vả của hai trung vệ bên phía đội khách Thanh Hào và Ngọc Bảo. Thì hai tiền đạo của Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thực sự quá xuất sắc, nhưng nền tảng thể lực của hai cầu thủ người Jamaica là tương đối ấn tượng. Họ cũng đang thi đấu rất năng nổ. Sâm Ngọc Đức cũng đã gặp vấn đề về thể lực rồi. 7 vòng đấu vừa qua thì Sâm Ngọc Đức không có mặt trong đội hình của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay anh được đá chính và đây đã là phút thứ 65 rồi. Và Sơn Ngọc Đức cũng đã được huấn luyện viên Hữu Thắng cho nghỉ ngơi. Lý Nguyễn thay Sam Sơn. Văn Đức thay cho Sâm Ngọc Đức. Đã quá lâu rồi thì Lý Nguyễn không có một trận đấu chính thức nào ở cấp độ những trận đấu chuyên nghiệp. Trận đấu gần nhất anh thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh đó là trận đấu tại vòng thi đấu thứ 12 V-League năm 2021. Cũng trên sân Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng trước Hải Phòng với tỷ số 3-0 và một cú đúp của Lý Nguyễn trong trận đấu đó. Được, bóng không tới được vị trí của Bagrep. Pha tạt bóng tốt, cầu thủ vừa vào sân thay người Văn Đức. Mùa giải năm 2021 thì Lý Nguyễn đã có 5 bàn thắng cho Thành phố Hồ Chí Minh và đương nhiên anh là cầu thủ xuất sắc nhất của chiến hạm đỏ. Lý Nguyễn là cầu thủ đá phạt góc. Sau khi chia tay với Thành phố Hồ Chí Minh thì Lý Nguyễn đã tuyên bố giải nghệ và anh hướng tới việc trở thành một huấn luyện viên. Trọng tài Trường Vũ đã cho Top 15 Bình Định được hưởng lợi thế trong pha bóng vừa rồi. Sau khi lợi thế đã không còn thì ngay lập tức ông đã cắt còi. Một tình huống đá phạt cho cầu thủ Top 15 Bình Định. Ngô Tùng Quốc đang bị đau. Đây mới là phút thứ 67 thôi, còn rất nhiều thời gian nữa cho đội khách nghĩ tới việc có thể có được bàn thắng sau bằng tỷ số. Cử chỉ tương đối thân thiện của Ngọc Bảo và Tùng Quốc để nói đây là hai cầu thủ đã cùng nhau trưởng thành trong màu áo của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, lứa cầu thủ sinh năm 97 và 98.
bị phạm lỗi đó là Xuân Nam. Thủ phạm lỗi với anh đó là Lý Nguyễn. Và chờ bóng của Ngọc Bảo. Vẫn còn, một tạt tay. Có thể dứt điểm không? Không được. Và chuyền bóng của Hendrio, nhưng hàng phòng ngự của thành phố vẫn đang chơi tốt. Phản công cho thành phố Hồ Chí Minh. Backrep. Lý Nguyễn. Khả năng cầm nhịp của Lý Nguyễn là một điều mà thành phố Hồ Chí Minh rất cần. Còn Huy Toàn tạt bóng. Đây là Lý Nguyễn. Và xử lý tốt của Lý Nguyễn. Không được. Huống chuyền bóng cuối cùng của anh đã bị chặn lại bởi Hồ Tấn Tài. Đúng đẩy người của Xuân Nam. Cho đến tới lúc này thì Trọng Long vẫn đang thi đấu tốt. Đội hàng tiền vệ của thành phố Hồ Chí Minh. Lòng thi đấu như một chiến binh thực sự, rất khỏe. Dưới thời huấn luyện viên Trần Minh Chiến thì Trọng Long không được sử dụng nhiều. Hôm nay thì Trọng Long cũng đang là cầu thủ trẻ nhất trong danh sách đăng ký của cả hai đội. Hoàng Vũ Samson. Lý Nguyễn. Một cái chạm bóng rất nhẹ nhàng của Lý Nguyễn. Không phải bóng cho Samson trong sân mà là Daniel Green. Lúc này thì Samson đã rời sân rồi. Lý Nguyễn. Rất hay. Không được. Những đường chuyền bóng vô cùng chất lượng của Lý Nguyễn mở ra những đợt tấn công rất triển vọng dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Daniel Green, Brandon, Trọng Long, Lý Nguyễn, vẫn là Lý Nguyễn. Dứt điểm, không vào. Những tình huống vừa 1-2 rất hay của Lý Nguyễn và Bagrep. Chỉ ít phút sau khi được tung vào sân thôi thì chất lượng của Lý Nguyễn đã được kiểm chứng. Những pha chạm bóng quá hay của tiền vệ người Mỹ. Không thể chê vào đâu được. Nếu bóng đi vào trong cầu môn thì có lẽ là Minh Hoàng sẽ bó tay thôi. Cú bắt vô lê của Bagrep cũng là rất tốt rồi. Thiếu đi may mắn một chút, bóng chạy cột dọc chỉ trong gang tấc mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi tốt. Và cắt bóng của Xuân Nam, phải của Ma Không Quân. Daniel Green. Lúc này thì Top Pelé Bình Định đã thay đủ 5 người. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh mới thay 3. Họ vẫn còn 2 sự thay đổi người nữa. Lý Nguyễn. Bóng trong sân của Lý Nguyễn đúng là rất mềm mại. Andrio. Jemelin không được. Lợi thế dành cho cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh.
này thì Daniel Green đang chơi thay cho vị trí của Hoàng Vũ Sam Sơn. Tình huống lên bóng chưa có độ gắn kết cao của Tô Lê Bình Định ở trận đấu năm nay, trận đấu hôm nay. Lỗi của Hồ Tấn Tài. Chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Top Bellem Bình Định. Trận đấu trong khuôn khổ vòng thi đấu thứ 12 của Nine Volt V-League 1, mùa giải năm 2022. Giải đấu do Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam và Công ty Giải pháp Truyền hình mới Next Media cùng nhau phối hợp thực hiện. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Trong ngày hôm nay sẽ có hai trận đấu ở vòng thi đấu thứ 12 và cắt bóng hụt của Hồ Tấn Tài. Bài grab dứt điểm không được. Ngô Tùng Quốc, Daniel Green. Và khống chế bóng rất không tốt của Henrio. Vào ngày mai thứ bảy ngày 13 tháng 8 sẽ là hai trận đấu giữa Bình Dương và Sài Gòn, Nam Định và Sông Lam Nghệ An. Hai trận đấu muộn nhất diễn ra vòng đấu này đó là trận đấu giữa Đà Nẵng và Viettel, Hà Nội gặp Hoàng Anh Gia Lai. Đấu giữa Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai là trận đấu diễn ra vào lúc 19:15 ngày 14 tháng 8. Daniel Green tạt bóng. Ngô Tùng Quốc có thể dứt điểm không? Không được, quá chậm. Khá nguy hiểm, đánh đầu. Liên tiếp là những cơ hội trong vòng cấm của cao thủ Top Berlin Bình Định. Hồ Tấn Tài đang bị đau. Tấn Tài bị đau sau khi va chạm rất mạnh với tiền đạo Bagrep bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền đạo có thể hình rất to cao và lối chơi đầy sức mạnh. Xem lại pha xử lý của Ngô Tùng Quốc. Sau đó là tình huống xâm nhập của Lý Nguyễn. Và va chạm rất mạnh của Bagrep với Hồ Tấn Tài. Đùi phải của Top Bellem Bình Định đang rất đau. Vậy là trận đấu tiếp tục. Chúng ta xem lại pha va chạm rất mạnh của Bagrep và Hồ Tấn Tài. Rất đau. Tình huống mà tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh chủ động hơn nhiều so với hậu vệ phải của Top Bellem Bình Định. Trọng Long đã ra dấu xin thay người. Vị trí tiền vệ trung tâm,
của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cái tên đó là Trần Thanh Bình. Trần Thanh Bình cũng rất lâu rồi không được góp mặt trong đội hình chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh. Thi đấu thứ 13, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đối đầu với Sài Gòn, một trận derby của thành phố mang tên Bác. Trận đấu quan trọng thực sự của cả hai đội bóng. Đó cũng là một trận đấu rất đáng xem. Bagrep. Đội Việt vị. Vị đó là Võ Huy Toàn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi cầu thủ tay áo số 29 Nguyễn Trọng Long rời sân. Thực tế lại là một pha bóng nữa và lỗi vị trí thuộc về Ngọc Bảo. Chưa có tình huống việt vị của Võ Huy Toàn trong pha bóng vừa rồi. Có lẽ là áp lực đến từ các cầu thủ bên phía Bình Định đã khiến cho trợ lý trọng tài biên đã phất cờ. Ngọc Bảo đã một lần nữa sai. Diệp Mê Linh, Raffeson. Cú dứt điểm không trúng đích của Raffeson. Ở vòng sau thì Bình Định được trở về sân nhà Quy Nhơn để tiếp đón Thanh Hóa, đội vừa có chiến thắng 2-0 trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng trước tiên thì họ sẽ phải nỗ lực hết mình trong những phút tiếp theo của trận đấu này. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng hơn 9 phút nữa. Và chờ bóng quá sâu của Hồ Tấn Tài dành cho Raffeson. Lực lượng trên hàng công của TP Bình Định là không đủ cho pha bóng vừa rồi. Khi bóng đã ngoài tầm với của Raffeson thì không có một cầu thủ nào phía sau để có thể bọc lót và nhận bóng. Đây là pha bóng mà Huy Toàn chưa việt vị. Ta cùng xem lại pha bóng này. Chất lượng của Lý Nguyễn. Rõ ràng là như vậy. Lỗi của Raffeson. Raffeson đang có phong độ không tốt mùa giải hôm nay, đi kèm với những chấn thương của anh. Ngọc Bảo. Viết Chiều. Mà không quân. Cánh trái, cánh phải của Top Lem Bình Định đang rất thoáng. Hồ Tấn Tài. Những tình huống luân chuyển bóng có phần bị chậm của các cầu thủ Top Lem Bình Định. Tốc độ trận đấu phải được đẩy cao hơn nếu như họ muốn hàng thủ của Thành phố Hồ Chí Minh bị xáo trộn. Lúc này thì Lý Nguyễn đang được đẩy lên trên phía cao để chơi cùng Bagrep. Daniel Green được kéo về vị trí tiền vệ phải để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Lúc này thể lực của Lý Nguyễn thực tế chưa đảm bảo để anh có thể chơi được ở vị trí hàng.
hàng tiền vệ, và việc đẩy anh lên vị trí cao hơn là điều hoàn toàn hợp lý. Và thực tế thì Lý Nguyễn cũng đã có một tình huống phối hợp rất đẹp với Bakrep. Rất tiếc là tình huống dứt điểm cuối cùng của tiền đạo bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, bóng đi chệch cột dọc. Nghiêm Xuân Tú. Các đối thủ tại V-League thì quá hiểu chân phải tạt bóng của Nghiêm Xuân Tú rồi. Thẻ vàng dành cho Ngọc Bảo. Đúng là Ngọc Bảo là một vị trí khuyết với hàng thủ của Top Belem Bình Định trong trận đấu ngày hôm nay. Từ lỗi vị trí cho tới những tình huống tranh chấp tay đôi cụ thể. Thẻ vàng thứ 3 của Top Belem Bình Định trong trận đấu này. Hôm nay thì Thanh Hóa đã thắng, và nếu như Bình Định thua thì vị trí thứ 6 sẽ thuộc về Thanh Hóa. Trong khi đó thì Bình Định sẽ bị tụt xuống vị trí thứ 7. Hôm nay thì Viettel, bóng được kỳ vọng và đang là đương kim vô địch của giải đấu, thậm chí đang xếp ở vị trí thứ 8. Viettel cũng đã chính thức nói lời chia tay tại AFC Cup năm nay. Chạm rất mạnh cầu thủ hai bên. Ta sẽ cùng xem trọng tài Trương Vũ sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Vào bóng rất quyết liệt đến từ Hồ Tấn Tài. Cầu thủ đang rất đau đó là Đào Quốc Gia. Đào Quốc Gia đã vào sân để thay thế cho tiền vệ trung tâm Nguyễn Trọng Long. Cầu thủ đã không còn đủ thể lực ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Nếu như tình trạng chấn thương nơi hàng phòng ngự của Top Belem Bình Định không được cải thiện thì rõ ràng là huấn luyện viên Đức Thắng sẽ phải tính tới vị trí của Ngọc Bảo. Grip không được. Đường lên bóng của Bình Định đang bị bẻ gãy một cách quá dễ dàng. Đúng là Bình Định đang bị mất phương hướng một cách thực sự. Bóng đá chạm tay của Viết Triều. Đá phạt trực tiếp dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyền bóng tương đối mạo hiểm của Mạc Hồng Quân. Ngay cả những
tình huống bóng hai, các hàng thủ tiền vệ bên phía Bình Định cũng không sẵn sàng. Không được. Nỗ lực của Jay Mailing. Phạt góc dành cho cao thủ Top Pele Bình Định. Phút thứ 89 rồi. Cơ hội là không còn nhiều nữa. Người thực hiện phạt góc sẽ là Nghiêm Xuân Tú. Cơ hội. Dứt điểm. Tỷ số là 1 đều cho các cầu thủ Top Pele Bình Định. Người ghi bàn đó là Zemelin. Rất bất ngờ. Từ tình huống cố định ở phút thứ 89 của trận đấu này thì Zemelin đã có bàn gỡ hòa 1 đều cho các cầu thủ Top Pele Bình Định. Một tiếng thở phào của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Còn các thủ chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng là bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía đội khách. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống làm chậm. Nhưng có vẻ như bàn thắng đã được công nhận. Một trận đấu cân bằng. Và cuối cùng thì Bình Định đã có bàn thắng san bằng tỷ số ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, phút thứ 90. Bàn thắng thứ hai của Jay Mailing tại V-League năm nay. Bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Jay Mailing đã chớp thời cơ đá bồi rất nhanh. Thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ hai là 5 phút. Thực tế trận đấu ngày hôm nay thì hàng công của Top Pele Bình Định cũng không quá xuất sắc. Nhưng ở một tình huống cố định thì họ đã chớp tới cơ nhanh. Người ghi bàn đó là Jay Mailing. Lên bóng dành cho cao thủ Top Pele Bình Định. Đây là Hendrio. Xuân Nam. Jay Mailing. Goal! Tỷ số là 2-1 cho các cầu thủ Top Pele Bình Định. Người ghi bàn đó là Hồ Tấn Tài. Một trận đấu như trong mơ của đội khách. Không hiểu điều gì đang xảy ra đối với Thành phố Hồ Chí Minh cả. Trong vòng 2 phút thôi họ phải nhận 2 bàn thua. Và người nâng tỷ số lên 2-1 không ai khác lại là Hồ Tấn Tài. Cầu thủ đang có số bàn thắng nhiều nhất cho Top Pele năm nay, bàn thắng thứ 4 của ngoại biên phải rồi. Quá thất vọng đối với huấn luyện viên Hữu Thắng. Một sự mất tập trung ở những giây phút cuối cùng và đội chủ nhà đã phải trả giá 2 bàn thua. Ban lãnh đạo của Top Pele Bình Định đang tỏ ra rất vui mừng, rất căng thẳng, một trận đấu kịch tính. Chỉ 2 phút thôi, từ phút 90 cho tới phút 91 thì các bàn thắng liên tiếp được ghi cho đội khách. Bàn thắng thứ 4 của Hồ Tấn Tài. Một trận đấu điên rồ, không thể tin được. Thật sự là nếu như đây là một trận hòa thì không có vấn đề gì. Nhưng thực sự nếu là một chiến thắng cho Top Pele Bình Định là nghiệt ngã cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ chơi không hề tồi trong trận đấu này, hoàn toàn làm chủ thế trận. Vừa rồi có thể tính đó là kiến tạo của Jay Mailing khi anh đã nỗ lực đánh đầu ở trong pha bóng đầu tiên, bóng tới vị trí của Tuấn Tài. Phan đặt lòng chính xác đánh bại thủ thành Thanh Thắng. Xuân Nam tạt bóng, Jay Mailing đánh đầu. Bóng bật lưng của Văn Đức, sau đó tới vị trí của Tuấn Tài. Thậm chí Hồ Tuấn Tài đang điền tên mình vào những cầu thủ ghi bàn thắng tốt nhất tại V-League năm nay với 4 bàn thắng có được cùng với Giovane của Viettel, Paulo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Đỗ Melo của Sài Gòn và Nguyễn Công Vượng của Gia Lai, Siladi của Hà Nội nữa. Đương nhiên bàn thắng thì còn rất xa số 9 bàn thắng của Rimario Gordon. Thẻ vàng. Chắc chắn là những phút tiếp theo của trận đấu này sẽ là rất nóng và sẽ là sức ép liên tục của Thành phố Hồ Chí Minh. Thẻ vàng dành cho Hendrio với pha phạm lỗi với Ngô Tùng Quốc. Lúc này thì chắc chắn là Top Pele Bình Định sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ tỷ số này.
mọi thứ đến với Bình Định quá bất ngờ. Lý Nguyễn đánh đầu, không vào. Đình Cường, cơ hội không thể tốt hơn dành cho Đình Cường có thể san bằng tỷ số 2-2 từ tình huống tạt bóng của Văn Đức. Trung vệ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã bị giật mình trong pha bóng vừa rồi. Quá đáng tiếc cho Thành phố Hồ Chí Minh, một trận đấu cân bằng, rất cân bằng giữa hai đội cho tới lúc này, nhưng tỷ số đang nghiêng về đội khách Top 11 Bình Định chỉ trong 2 phút cuối trận này thôi. Đúng là trận đấu này thì Top 11 Bình Định có phần nào đó một chút may mắn. Phèn quá hú vía đối với huấn luyện viên Đức Thắng. Những trận đấu ở V-League đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. V-League mùa giải này thực sự rất hay. Ở vòng đấu trước thì chỉ có tổng cộng 7 bàn thắng được ghi, nhưng cho tới trận đấu thứ 2 của vòng đấu này thì đã có 5 bàn thắng được ghi sau 2 trận đấu rồi. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Hồ Tấn Tài, một cầu thủ quá quan trọng trong lối chơi của Top 11 Bình Định, hậu vệ biên phải, nhưng đã có tới 4 bàn thắng ở giải đấu năm nay rồi. Một trận đấu mà cầu thủ hai bên đã dường như vắt kiệt sức. Và qua người hay của Dê Mai Linh, tốc độ của Dê Mai Linh, không có ai hỗ trợ. Lúc này thì nhiệm vụ của Top 11 Bình Định là bảo vệ tỷ số thôi. Những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5, đây sẽ là đợt lên bóng cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn Ngô Hoàng Thịnh. Đây là ba grab. Có thể dứt điểm không? Dứt điểm không được, góc quá hẹp. Như vậy là cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh có thể đã hết ở trong trận đấu này rồi. Thời gian bù giờ đã sang phút thứ 6. Pha qua người tốt của Bagrep, ngài quyết định dứt điểm ngay ở một góc rất hẹp. Một trận đấu không tồi của Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rất có thể họ sẽ phải nhận trận thua. Thứ đã xoay chuyển quá nhanh ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Đúng là một bàn thắng hợp lệ hoàn toàn của cao thủ Top 11 Bình Định. Bóng chạm ngực của Xuân Nam, không hề chạm tay của số 7 bên phía đội khách. Andrio. Tốc độ của Andrio. Phạt góc dành cho Top 11 Bình Định. Nếu có thể, tiếng còi kết thúc trận đấu sẽ vang lên sau tình huống phạt góc này của đội khách. Bù giờ thứ 8 rồi. Phèn quá hú vía đối với huấn luyện viên Đức Thắng. Những trận đấu ở V-League đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. V-League mùa giải này thực sự rất hay. Ở vòng đấu trước thì chỉ có tổng cộng 7 bàn thắng được ghi, nhưng cho tới trận đấu thứ 2 của vòng đấu này thì đã có 5 bàn thắng được ghi sau 2 trận đấu rồi. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số 2-1 của Hồ Tấn Tài, một cầu thủ quá quan trọng trong lối chơi của Top 11 Bình Định,
hậu vệ biên phải nhưng đã có tới 4 bàn thắng ở giải đấu năm nay rồi. Một trận đấu mà cầu thủ hai bên đã dường như vắt kiệt sức. Và qua người hay của Dê Mai Linh, tốc độ của Dê Mai Linh, không có ai hỗ trợ. Lúc này thì nhiệm vụ của Top Elite Bình Định là bảo vệ tỷ số thôi. Những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5. Đây sẽ là đợt lên bóng cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn Ngô Hoàng Thịnh. Đây là ba grab. Có thể dứt điểm không? Dứt điểm không được, góc quá hẹp. Như vậy là cơ hội của Thành phố Hồ Chí Minh có thể đã hết ở trong trận đấu này rồi. Thời gian bù giờ đã sang phút thứ 6. Pha qua người tốt của Bagrep. Ngài quyết định dứt điểm ngay ở một góc rất hẹp. Một trận đấu không tồi của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng rất có thể họ sẽ phải nhận trận thua. Thứ đã xoay chuyển quá nhanh ở những phút cuối cùng của trận đấu này. Đúng là một bàn thắng hợp lệ hoàn toàn của cao thủ Top Elite Bình Định. Bóng chạm ngực của Xuân Nam, không hề chạm tay của số 7 bên phía đội khách. Andrio. Tốc độ của Andrio. Phạt góc dành cho Top Elite Bình Định. Nếu có thể tiếng còi kết thúc trận đấu sẽ vang lên sau tình huống phạt góc này của đội khách. Bù giờ thứ 8 rồi. Lý Nguyễn. Không được. Sơn. Đúng này, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trương Hồng Vũ đã vang lên. Thực sự là một trận đấu nghiệt ngã đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Ban huấn luyện của Top